Chào lại tất cả cô chú anh chị em các bạn mến thương trong diễn đàn của ngày hôm nay. Trước mặt các quý vị đây là một cái phong cảnh ở tại công viên mà Nguyên đang ngồi để mà Nguyên đang chia sẻ cùng các quý vị. Và chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về bản tin của thế giới, nhưng Nguyên sẽ cập nhật khá là nhiều những bản tin nóng bỏng nhất ở tại tình hình tại đất nước Nga. Và chúng ta sẽ đi từng bản tin một và cuối cùng chúng ta sẽ đến tin của Việt Nam, đặc biệt là ngày hôm nay. Buồn lắm, Bác Phúc đã đi xa rồi. Bác Phúc đã đi khá xa luôn rồi. Nên là chúng ta sẽ nói về từ bản tin 1. Bây giờ Nguyên cập những cái bản tin sôi động và đang hấp dẫn. Thì các quý vị cũng biết đó là hiện bây giờ ông Putin ổng đang ở đâu. Ổng đang ở bên Belarus để gặp Tổng thống Belarus Lukashenko. Tại sao trong một cái giai đoạn mà đất nước Nga hiện bây giờ nó đang, có thể nó đang rối như cào cào. Người dân Nga thì đang xuống đường biểu tình một cách khốc liệt. Hiện bây giờ bắt bớ người khắp nơi. Những nơi căn cứ chỉ huy trong quân đội cũng đang lộn xộn. Quốc hội của Nga thì tranh cãi nảy lửa. Có thể nói bây giờ đất nước Nga đang chia rẽ một cách thảm tệ chưa bao giờ có trong những cái sự cai trị của Putin gần mấy chục năm vừa qua. Và bây giờ đất nước Nga đang loạn như thế mà ông Putin vẫn xách cái đích của mình đi tới Belarus. Để làm gì? Để làm cái gì cô chú anh chị em, trong một cái giai đoạn mà đất nước đang rối bời như thế này? Cuộc chiến tranh ở tại mặt trận, ở tại Ukraine thì đang thất bại. Nhưng Putin phải xách mặt tới Belarus. Chắc là các quý vị sẽ nghĩ rằng là Putin đang kêu gọi Belarus tham chiến. Không. Hay là Putin đang kêu gọi Belarus viện trợ. Cũng không. Vì hiện bây giờ hàng loạt những quốc gia anh em của Putin, những quốc gia thân cận của Putin đã hàng loạt chống đối Putin. Đó. Và bắt đầu là Putin đã cô đơn rồi. Putin bây giờ là single rồi. Putin đã bị cô lập và cô đơn. Cô đơn chính những anh em thân của mình. Nên Putin phải năn nỉ Belarus: mày đừng rời bỏ ta đi. Nếu anh Belarus rời bỏ đi là không còn được anh em nữa. Hết rồi. Và chúng tôi cập nhật cái bản tin sôi động nhất, đó là Kazakhstan. Kazakhstan là một cái quốc gia mà Putin rất là thân cận gần đây. Sau cái biểu tình vừa qua, Putin gửi quân đội hỗ trợ đủ thứ hết. Các quý vị còn nhớ mà cách đây không lâu thì ở tại Kazakhstan nó biểu tình lớn lắm. Về vấn đề mà giật giá leo thang, giá xăng, giá dầu đồ, người ta biểu tình rầm rộ hết. Putin đã gửi lực lượng quân đội hỗ trợ cho chính phủ để không bị lật đổ. Thì Putin là coi cái quốc gia này là anh em thân của mình, là một cái quốc gia thân cận của mình. Nhưng ngày hôm nay họ công bố chính thức rằng là chúng tôi phản bác cái vấn đề trưng cầu dân ý ở tại Ukraine. Chúng tôi không chấp nhận điều đó. Chúng tôi là đồng minh của Nga. Nhưng cái hành động của Putin đã làm trưng cầu dân ý để sáp nhập. No. No way, man. Đây là cái quốc gia thứ hai đồng minh của Nga đã phản bác các quý vị. Để cho Nguyên nhắc lại cái bản tin này nó hấp dẫn lắm. Trước khi trưng cầu dân ý thì Nga có nói những câu như sau đây: tôi biết rằng là khi chúng tôi kêu gọi người dân để gia nhập thì tôi tin rằng là phương Tây sẽ phản đối, đặc biệt là Hoa Kỳ, Mỹ, Pháp. Nhưng không sao, vì họ không phải là đồng minh của chúng tôi. Tôi quan trọng là những quốc gia đồng minh của chúng tôi thừa nhận, trong đó có Belarus, Serbia, Kazakhstan, vân vân và vân vân. Những cái quốc gia nằm trong khối Liên Xô cũ mà bây giờ đã độc lập. Quan trọng là những quốc gia này. Đó là cái lời phát biểu của Điện Kremlin. Thì bây giờ cái sự thành đạt của sự bỏ phiếu chưa biết kết quả, mà hai quốc gia đã đứng lên phản bác với Putin. Lý do mà Putin phải xách cái đích của mình đi đến Belarus là vì kêu ông Lukashenko: mày đừng phản đối. Mày phản đối là cái trưng cầu dân ý này nó không còn có giá trị. Vì trong cái nhóm đồng minh thân cận của Putin đã hai quốc gia đã phản bác rồi. Các quý vị, có nghĩa là cả thế giới thì ổng bất chấp. Bây giờ thế giới đã chống đối Nga rồi, ổng cho là thế giới là những cái quốc gia thù địch rồi. Phương Tây là Hoa Kỳ, là Canada, rồi Nhật Bản, rồi Nam Hàn là quốc gia thù địch rồi.
bỏ mấy quốc gia đó ra, chúng ta chỉ có lấy quốc gia đồng minh thôi. Và bây giờ nếu đồng minh của ổng mà cái số lượng không ủng hộ cao hơn, là cái bỏ phiếu của ổng nó không thể có giá trị nào trên thế giới cả, cả luôn trong đồng minh. Nên bây giờ Putin, cô chú và anh chị em phải năn nỉ Belarus và kêu gọi Belarus sẽ lên tiếng để ủng hộ cái bỏ phiếu trưng cầu nhân ý ở tại Ukraine. Ghê chưa? Nguyên nghĩ là ông Belarus sẽ làm. Nhưng mà nếu Belarus sẽ làm thì ông ta sẽ mất nước. Cái này là nó hấp dẫn cái chỗ đó đó. Vì các cô chú anh em cũng biết á, giữa Belarus và Nga thì tất nhiên đất nước Nga thì nó tài nguyên nó nhiều hơn, nó mạnh hơn. Nếu mà Belarus thừa nhận cái sự trưng cầu nhân ý ở tại Ukraine thì một ngày nào đó Nga có thể thao túng Belarus và lấy chọn đất nước Belarus gia nhập vào đất nước Nga. Thì lý do tại sao Serbia và Kazakhstan họ từ chối là vậy? Vì họ biết là Nga ảnh hưởng trên đất nước của họ rất là lớn. Nga thao túng đất nước họ rất là nhiều. Và bây giờ mà họ đồng ý với cái hành động của Putin tại Ukraine thì ai bảo đảm 5 năm, 10 năm, 5 năm, 20 năm Nga không làm gì với đất nước của họ? Đâu có ai muốn, các quý vị, ai cũng muốn làm vua mà, đâu có ai muốn làm nô tài đâu. Quý nó thật sự mà, ai cũng muốn độc lập hết. Ai cũng muốn tôi là người lãnh đạo và tôi độc lập, tôi tự động cá. Đâu có ai muốn làm nô tài bao giờ. Nên bây giờ là hai quốc gia ha, hai quốc gia thân Nga đã rời bỏ rồi. Và Nguyên tin rằng là ngày mai, ngày mốt sẽ còn vài quốc gia thân Nga sẽ công bố chính thức nữa. Công bố chính thức là cái điều này là cái điều mà Nguyên thấy vô cùng bất ngờ, là một sự thất bại quá lớn của Putin. Putin không ngờ là bị anh em của mình đâm cho mình dài nhát dao trong cái giai đoạn này. Cái giai đoạn mà nền kinh tế rối bời, chính trị rối bời, đất nước đang hỗn loạn, thì Putin đã bị đâm hai nhát dao bởi Serbia và Kazakhstan. Và Nguyên có thể là Belarus dám đâm Putin một dao nữa lắm. Vì cái điều này họ sợ, các cô chú anh chị em sợ hãi cái sự tham lam của Putin. Cái hành động của Putin là dùng vũ khí để đe dọa người ta. Các cô chú anh chị em cũng biết là hiện bây giờ bên Ukraine nó mới vừa công chiếu một đoạn video. Người ta không chịu đi bỏ phiếu. Ở cái khu vực ly khai, các vị biết là họ làm cái gì sao? Họ đem hai bà phụ nữ cầm lá phiếu tại chỗ luôn. Rồi quân gõ cửa, mấy anh lính nó đưa súng vậy nè. Đi bỏ phiếu, viết giấy vô đi. Ký vô, ký vô. Bỏ phiếu kiểu đó nó chắc như vậy à. Người dân người ta không muốn đi bỏ phiếu, người ta nhốt ở trong nhà, nó lại gõ cửa nhà của người ta, rồi AK nó chỉ vào, rồi nó kêu nè, phiếu nè, viết vô, ký tên vô, trước mặt nó. Đó, ở những khu vực ly khai, bỏ phiếu kiểu đó đó, bỏ phiếu kiểu đó đó, tự do dân chủ nằm ở chỗ đó đó. Tự do dân chủ nó nằm khi AK nó chỉ vào đầu. Khi AK nó chỉ vào đầu. Vì cái phản bác của người dân á, là họ, cô chú anh chị em, chỉ có cách đó thôi. Vì không cách nào họ phản bác được chính phủ được. Hiện bây giờ do Nga quản lý cái khu vực thì họ không đi bỏ phiếu. Nếu không có người đi bỏ phiếu thì không đủ, không đủ phần trăm người dân bỏ phiếu thì cái không thể nào thừa nhận được. Bây giờ Putin chơi cái chiêu đó đó, đi gõ từng nhà luôn, đi từng nhà luôn, quân đội vô từng nhà cầm súng chỉa vậy nè. Đó, ký vô, ký vô. Minh bạch thiệt. Bỏ phiếu minh bạch, đẹp thiệt. Đẹp tuyệt vời của chú anh chị em. Nên lý do đó mà làm cho dẫn lên một cái sự sợ hãi của những quốc gia đồng minh của Nga. Những cái quốc gia đồng minh của Nga. Và bây giờ cập nhật cho các quý vị tin còn vui nữa. Nhiều tin sôi động ở tại đất nước Nga lắm. Nga ban bố khẩn cấp điều động lực lượng quân sự ở cặp biên giới. Hiện bây giờ xe tăng thiết giáp của Nga ở cặp biên giới Georgia, Kazakhstan đầy nơi hết. Những cái nơi nào biên giới của Nga mà có thể người dân Nga rời khỏi đất nước thì lực lượng quân sự của Nga ở biên giới. Thì người ta nói vậy thôi, đóng cho rồi đi. Nếu các ông không muốn cho người dân đi thì các ông đóng biên giới đi. Các ông đóng biên giới đi, khỏi cần phải đem xe tăng, xe bọc thép tới mà để mà ngăn chặn cho người ta đi. Các ông đóng biên giới đi. Thì Điện Kremlin không chịu đóng. Điện Kremlin quyết định là không chịu đóng biên giới.
Nhưng mà muốn ngăn chặn người dân người ta đi thì dùng quân sự, quân đội. Hiện bây giờ tất cả biên giới thì bộ binh của Nga kéo lại hàng loạt hết, dùng vũ khí chỉ vào những chiếc xe hơi đang chạy, lấy xe bọc thép và xe tăng ngăn chặn cho cái đường lộ. Các bạn ơi, hiện bây giờ tất cả những nơi biên giới Nga làm đều tương tự như vậy hết, vì cái số lượng người dân rời khỏi đất nước Nga quá nhiều, thanh niên rời khỏi đất nước Nga quá nhiều rồi, và Nga không thể cách nào ngăn chặn được. Nên là bây giờ Nga biên giới thì nhất định không đóng, tại vì sợ mình ban biên giới đóng á, có nghĩa là gì? Có nghĩa là đất nước của mình nguy hiểm và ban giao ngoại giao bị bế tắc, nên là không đóng biên giới. Nhưng ngược lại là lấy xe tăng, xe bọc thép ngăn chặn mấy con đường xa lộ đó, chặn ngang. Con đường mà tới biên giới là chặn ngang, xe tăng, xe bọc thép hết, không cho người ta chạy đến. Đó, tình hình của đất nước Nga bây giờ đẹp mặt chưa? Đẹp mặt chưa? Bây giờ còn ngoài cái nữa thì vài đất nước lân cận của Nga giống như là Moldova, họ đang muốn ngăn chặn cái sự việc là người dân Moldova có tham chiến tại đất nước Nga. Đặc biệt là cô chú anh chị em cũng biết là cái đất nước Moldova nó có một cái nhóm ly khai. Đó, bây giờ Moldova họ sợ lắm. Moldova, Georgia bây giờ họ gung như nè. Vì bỏ phiếu tại Ukraine được, thì bỏ phiếu ở tại Moldova được, bỏ phiếu ở tại Georgia được, và bỏ phiếu ở tại nhiều nơi khác được. Đó, nên là hiện bây giờ cái Moldova họ phải có hành động cụ thể để ngăn chặn cái sự việc mà bỏ phiếu để gia nhập vào đất nước Nga nó lan tràn. Thì họ nói rằng là tất cả những ai có hai quốc tịch, và Moldova họ thống kê là khoảng 200.000 người dân của họ có hai quốc tịch, có nghĩa là một quốc tịch Moldova mà một quốc tịch Nga. Và những người nào có hai quốc tịch mà phải đi lính cho Nga thì Moldova sẽ trừng phạt. Đó, bây giờ Moldova họ bắt đầu họ sợ rồi. Bây giờ những cái quốc gia mà thân Nga, gần Nga, liên quan với Nga, ông nào ông nấy cũng quay lưng lại với Nga hết. Những cái quốc gia từ đó tới giờ họ không dám đụng tới Nga, giống như là Georgia, Moldova, họ không dám đụng Nga, họ không dám nói cái câu gì với Nga hết, họ không dám đóng biên giới với Nga, không dám trừng phạt Nga vì cuộc chiến tranh tại Ukraine. Nhưng bây giờ họ không còn lựa chọn nữa, mà bắt đầu họ có những hành động cụ thể để đối kháng với Nga. Đất nước phải dỡ bờ các quý vị. Vì Putin quá tham lam, và cái tham lam của Putin nó quá rõ. Putin cướp đất của người ta, nó không còn cái gì chối cãi nữa. Và Putin cướp được Ukraine thì tại sao Putin không cướp được những quốc gia khác? Nên cái lý do đó mà những cái quốc gia đồng minh của Putin đã bỏ chạy. Và bây giờ vấn đề tại trong đất nước, trời ơi, các quý vị phải mở lên truyền hình mà coi. Đất nước Nga bây giờ nó biểu tình, nó loạn. Nó loạn, nó biểu tình khắp nơi tại đất nước Nga hết. Người trẻ bây giờ họ xuống. Bây giờ chính phủ của Nga nhức đầu. Ngày hôm nay Điện Kremlin công bố chính thức: chúng tôi xin lỗi vì chúng tôi đã sai lầm trong những danh sách ép người ta đi nhập ngũ. Đó, đây là lần đầu tiên Điện Kremlin phải lên xin lỗi người dân vì cái tình hình hỗn loạn trong đất nước. Họ đang muốn siêu dịu lại cái lòng dân. Lần đầu tiên Điện Kremlin chịu thừa nhận sai trái về vấn đề danh sách cô chú anh chị em nhập ngũ. Vì ai họ cũng bắt là nhập ngũ hết. Họ nói là 300.000 người mà họ ai cũng không bắt hết, ai cũng có danh sách phần lớn hết. Và Điện Kremlin ngày hôm nay công bố chính thức là họ phải sửa lại, họ sai trái, họ sửa lại. Cái lý do họ chẳng có sai trái gì cả, họ chỉ có thấy là lòng dân bây giờ đang sôi sục, đang đứng lên muốn lật đổ chính phủ. Cô chú anh chị em, lòng dân hiện bây giờ đang sôi sục ở tại đất nước Nga. Họ đang muốn tháo bỏ chạy, họ muốn lật đổ chính phủ. Và đất chính phủ mà dân tháo bỏ chạy, nguyên nó là thanh niên mà bỏ đi là đất nước nó chết. Thanh niên là người đi làm đóng thuế mà. Cái xã hội là trẻ con thì đi học, nó đâu có làm đồng bạc đâu cả tiền. Người lớn tuổi thì về hưu, là cái tuổi đi làm là từ 20 đến 60 tuổi. Mà cái tuổi đi làm mà kịch lực nhất là từ 20 đến 40 tuổi. Bây giờ nó bỏ chạy ra hết rồi, ai đi làm? Cái đất nước gì sao phát triển được? Ai đóng thuế, ai trả tiền về hưu, ai trả tiền này, trả tiền kia, trả tiền cho xã hội?
Bây giờ cái tụi trẻ nó đi hết rồi, ai trả tiền? Nó là hiện bây giờ đó, chính phủ Nga đó đang phải làm sao dụ dỗ người dân ở lại đất nước. Và bắt đầu nói là tôi sai lầm, bữa nay là công bố rất là dữ dội lắm. Điện Kremlin đã sai lầm với cái danh sách và chúng tôi sẽ sửa đổi lại trong những ngày kế tiếp. À đó, họ thử cô chú anh chị em, họ thử lửa mà thấy lửa không xong rồi. Thấy cái kiểu này là người dân sẽ phẫn nộ và sẽ có thể dẫn đến một cái sự cách mạng trong đất nước. Đặc biệt là hiện bây giờ ở quốc hội của Nga đang chia rẽ. Nhiều lắm, bữa nay là nhiều lắm. Nhiều ông dân biểu thượng nghị sĩ của Nga lên án cái hành động của Putin lắm. Họ nói bây giờ là cái đất nước nó loạn rồi. Cái đất nước của mình nó đang ở trong cái giai đoạn nó loạn và người dân của mình đang bỏ chạy. Nếu tiếp tục kiểu này là không được. Và cái hành động của mình đã không dẫn đến một cái sự việc đoàn kết của đất nước, nhưng dẫn đến cái sự chia rẽ của đất nước. Và đây không phải là cái biện pháp tốt. Cô chú anh chị em, nên là bây giờ đó thì trong cái bối cảnh như thế này thì Putin lại chạy cầu cứu Belarus. Vì không biết là ông Belarus sẽ làm được cái gì. Nguyên cũng đang rất là hiếu kỳ coi là Belarus sẽ công bố như thế gì. Có ủng hộ Putin với cái vấn đề gia nhập hay không? Nguyên tin chắc là Nguyên nghĩ theo cái tâm đầu của Nguyên là Belarus sẽ không dám nói gì hết. Không ủng hộ, không từ chối, im lặng. Mà im lặng thì cũng thấy dễ chết. Người ta kêu là im lặng là đồng ý mà. Im lặng là đồng ý. Đó là cái bản tin khá là hấp dẫn. Bữa nay thì tin Nga nhiều lắm các cô chú anh chị em. Tin trong Nga nhiều lắm. Mấy ông Nga, ông bắt bớ người ta khủng khiếp luôn. Hiện bây giờ cái tổ chức mà phía bên ông Navalny đó, là cái người đối kháng với Putin đó. Sau khi cái lời kêu gọi của ông Navalny ở trong tù và kêu gọi là chúng ta hãy đứng lên lật đổ chính phủ Putin. Vì chính phủ Putin nó đang đưa đất nước chúng ta đến một cái giai đoạn có thể nó là bị diệt vong. Và chúng ta hãy nên ngăn chặn sự độc tài của Putin. Thì hiện bây giờ cái tổ chức mà của ông Navalny đang bị tình báo của Nga đang truy lùng mà truy nã bắt. Hiện bây giờ đất nước Nga nó loạn lắm, nó loạn lắm. Ngộ ha, cái đất nước đang hạnh phúc, nền kinh tế đang phát triển êm đẹp, người dân đang sống thoải mái, vị thế cao của thế giới không chịu. Tự đi đánh chiến tranh, không biết làm có móc xì gì, không biết nữa. Đi đánh chiến tranh, ngược lại bị cái thế giới, cái đất nước của mình nó loạn, giống như loạn cào cào luôn. Kinh tế thì sụp đổ, cái gì cũng khó khăn hết. Đó, đó, cô chú anh, quyết định sai lầm của Putin, nó đã dẫn đến cái ngày hôm nay. Đó là bản tin của Ukraine. À, tại vì Nguyên đã nói Ukraine nhiều rồi, bây giờ nói nhiều nữa, còn nhiều lắm, bữa nay nhiều tin lắm. Nhưng mà chúng ta sẽ nói bản tin của quốc gia khác. Bữa nay bản tin Đài Loan cũng hấp dẫn. Bữa tay bản tin Đài Loan cũng hay. Dành cho đặc biệt cô chú anh chị em nào Đài Loan hay là bận tâm và cái eo biển của Đài Loan. Ở tại buổi họp Liên Hiệp Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Tàu Cộng là ông Vương Nghị chính thức công bố trước mặt Liên Hiệp Quốc mấy trăm quốc gia sự thống nhất Đài Loan là chuyện phải làm. One China không thể cứ ai thay đổi được. Và cái lập trường One China thống nhất Đài Loan cũng sẽ không thay đổi. Và cũng sẽ không có ai ngăn chặn được. Mạnh miệng vô cùng. Vương Nghị lên phát biểu lời nói sắc bén. Và muốn khẳng định cho thế giới là như thế. Đó là ông Vương Nghị. Ở tại lúc đó thì khi lúc ông họp ở tại Liên Hiệp Quốc. Thì tại đất nước Tàu cũng họp. Và đất nước Tàu đưa ra một cái danh sách là thao túng Đài Loan nhân gấp đôi. Có nghĩa là gì? Là tất cả những kế hoạch để thống nhất Đài Loan trong những năm kế tiếp sẽ nhân gấp đôi và ngăn chặn tuyệt đối hai quốc gia can thiệp Nhật Bản và Hoa Kỳ. Họ công bố vậy luôn đó. Họ công bố chính thức là họ sẽ ngăn chặn Hoa Kỳ và Nhật Bản can thiệp về vấn đề eo biển của Đài Loan. Và vấn đề thao túng Đài Loan sẽ nhân gấp đôi, có nghĩa là họ sẽ bao vây Đài Loan nhiều hơn nữa. Họ sẽ làm đủ thứ hình thức từ nội bộ trong Đài Loan, họ đánh từ trong ra ngoài và họ ngăn chặn sự tiếp cận của Hoa Kỳ và của Nhật Bản. Đó là họ đưa ra cái kế hoạch. Họ đưa ra cái kế hoạch luôn chứ không phải là họ nói bằng miệng. Họ đưa ra cái chiến lược và cái kế hoạch. Và các quý vị cũng biết là khi họ đưa ra những thế đó thì Đài Loan sẽ như thế nào và thế giới nhìn ra sao. Ngày hôm nay bà thủ tướng của Anh Quốc, bà Chu, bà trả lời trên bài báo chí của đài CNN. Bà trả lời sau đây.
Khi người ta hỏi bà một câu là vừa qua thì ông Tổng thống Joe Biden không biết ông ăn trúng cái gì mà ông phát biểu rất là mạnh. Ông nói là nếu Tàu Cộng tấn công vào Đài Loan thì Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan. Thì người ta đặt cái câu hỏi cho bà Thủ tướng Anh Quốc là nếu Hoa Kỳ bảo vệ Đài Loan thì Anh Quốc có bảo vệ Đài Loan hay không? Có cùng Hoa Kỳ tham chiến để đối kháng với Tàu hay không? Đó, cô chú anh chị em, đó là cái câu hỏi mà người ta đang làm cắt cớ. Thì bà Thủ tướng Anh Quốc thì bà trả lời sau đây: cái sự việc nó xảy ra hay không thì chúng ta chưa rõ. Nhưng cái đầu tiên chúng tôi đất nước Anh Quốc chúng tôi phải làm, đó là làm việc cùng với liên minh, đặc biệt là G7. Chúng tôi phải đối tác với G7 và liên minh của chúng tôi, đó đầu tiên, để ngăn chặn cái chuyện đó xảy ra. Bà nói này nghe, chúng tôi sẽ cùng G7 để ngăn chặn cái sự việc Tàu Cộng xâm lược. Và chúng tôi còn làm một cái việc cần thiết hơn nữa, đó là hỗ trợ cho sức mạnh quân sự của Đài Loan, để cho Đài Loan tự động độc lập và có thể đủ khả năng kháng cự với Tàu Cộng. Chúng tôi đã học cái bài học này từ Ukraine. Nếu chúng ta hỗ trợ cho Ukraine từ khởi đầu, thì ngày hôm nay cái kịch bản Ukraine sẽ không có. Và chúng tôi không thể sai lầm thêm một lần nữa ở tại Ukraine. Tôi, Anh Quốc, Mỹ, bản lập ra, Mỹ, Canada và Nhật Bản, bốn quốc gia này chúng tôi sẽ hỗ trợ cho Đài Loan, để cho Đài Loan tự cường. Đây là lời phát biểu của bà Thủ tướng Anh Quốc. Nếu các quý vị nào còn nhớ cái bài bình luận của Nguyên, Nguyên nói cái bà Thủ tướng này, bà mạnh tay với Nga là chuyện bình thường. Vì hiện bây giờ cái lập trường chính trị ở tại Anh Quốc đối kháng với Nga. Nhưng bà này bà mạnh tay với Tàu nữa. Bà này bà chống Tàu. Bà này bà chống Tàu. Các quý vị à, bà đã từng phát biểu rất là nhiều lần về vấn đề lập trường của bà, về vấn đề của Tàu Cộng. Nên là bà này bà còn chống Tàu. Bà nói sao? Chúng tôi sẽ bắt tay với bốn quốc gia bà nêu lên, những cái quốc gia đã có, đang có đầu tư và đang có vấn đề, có vấn đề ở tại khối Á Châu, sẽ hỗ trợ Đài Loan tự cường, không để gớt, và giống như cái trạng thái giống như Ukraine là chờ Tàu Cộng đánh rồi mới hỗ trợ. Không, thất bại rồi. Cái điều này tốn kém quá nhiều và kéo dài quá thời gian. Cái đó là cái điều của bà Anh Quốc. Ngày hôm nay thì có một người phụ nữ nữa khá là nổi bật ở tại đất nước Ý. Bà ta đang chuẩn bị ra ứng cử, của chú anh là ứng cử viên mà hiện bây giờ bà ta vô cùng đánh giá, đang dẫn đầu. Bà ta đang trong cái đảng cánh hữu của Italy. Bà tên gì vậy? Meloni. Thì cái bà này bà mới có lời phát biểu khi người ta hỏi nếu bà trở thành thủ tướng, nếu, mình kêu là nếu, thì bà sẽ như thế nào với cái vấn đề chính trị ở tại khối Á Châu. Bà trả lời như thế này các cô chú anh chị em: Đài Loan là bạn, Tàu là địch. Dễ thôi, dễ hiểu. Bà trả lời đơn giản như thế: Đài Loan là bạn, Tàu là địch. Dễ hiểu, ngắn gọn. Đó, không dài dòng. Nếu mà cái này phụ nữ hình như là ghét Tàu hơi nhiều đó. Nguyên thấy là bà phụ nữ thủ tướng của Nguyên ở bên Đan Mạch cũng như nè, không ưa Tàu Cộng, khoái Đài Loan. Hình như là phụ nữ binh phụ nữ hay gì đó. Bà Thái Anh Văn thì tất nhiên cũng phụ nữ đó. Đó, đó là hiện bây giờ Nguyên thấy mấy cái nhà lãnh tụ mà có phụ nữ đó, họ đang binh nhau dữ lắm, binh nhau dữ lắm. Mấy anh phụ nam phải cẩn thận nha. Mấy anh phụ nam mà gặp phụ nữ là mấy anh thua chết luôn, thua trắng tay luôn, thua trắng tay luôn, không có gì thắng đâu kìa. Nên nói đi nói lại thì sau cái sự đe dọa của Tàu Cộng thì nó đã làm cho Đài Loan được sự ủng hộ nhiều hơn. Chắc là vậy. Sau khi Tàu Cộng càng đe dọa càng nhiều thì Nguyên đã thấy rõ được là thế giới đã ủng hộ nhiều hơn nhiều. Thế giới ủng hộ nhiều hơn nhiều và thế giới càng ngày càng mạnh. Và chưa thấy gì hết là Nguyên thấy Anh Quốc họ đã đứng về Đài Loan rồi đó. Và tương lai nếu mà Ý nữa thì thôi rồi. Đài Loan ấm rồi, ấm, Việt Nam dùng từ và Việt Nam phải ấm. Đài Loan mà được Hoa Kỳ ủng hộ, Canada thì tất nhiên ủng hộ theo rồi. Nhật Bản, Canada, Nam Hàn thì hên xui. Anh Quốc thì bây giờ cũng giống như là ủng hộ 100% rồi.
thêm Pháp. Pháp thì hiện bây giờ chỉ có 80 thôi, 80, 6, 70, 80 gì đó. Thêm Ý nữa rồi, Đài Loan ấm luôn. Khỏi lo thiếu vũ khí, khỏi lo thiếu viện trợ. Đài Loan trong vòng viện trợ một cách là thôi khủng khiếp. Mà Đài Loan người ta có tiền, người ta đâu có xin. Đài Loan chưa có xin ai cái gì hết. Đài Loan người ta trả bằng tiền, người ta trao đổi, người ta mua bằng tiền, người ta có tiền, quốc khối người ta đầy tiền. Người ta mua vũ khí là mười mấy 20 tỷ Mỹ Kim. Người ta chẳng xin ai cả, người ta tức là tự cường, người ta không có bị giống như là phải, người ta còn cho người khác nữa. Đó. Nên là bây giờ Đài Loan là Nguyên thấy cũng hơi bị ấm rồi đó, nghe hơi bị khỏe rồi đó. Tuy rằng bị đe dọa tàu cộng nhưng hơi khỏe, hơi khỏe. Cô chú và anh chị em, đó là cái điều tốt thôi. Đó là cái điều tốt cho Đài Loan trong những cái bối cảnh đặc biệt là Anh Quốc. Vì cái lực lượng quân sự của Anh Quốc rất là mạnh. Ở tại châu Âu lực lượng sự Anh Quốc là cao nhất. Châu Anh Quốc và Pháp. Nếu được sự hỗ trợ của lực lượng của Anh Quốc để mà bảo vệ Đài Loan thì không có cái gì bằng. Vì Anh Quốc là xếp trong cái lực lượng quân sự đứng hàng thứ 3, thứ 4 trên thế giới, cô chú anh chị em. Nên là một cái lực lượng quân sự rất là hùng hậu. Rất là hùng hậu. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề eo biển của Đài Loan. Để cho các quý vị cập nhật những bản tin vui về vấn đề tình hình của eo biển Đài Loan. Và bây giờ chúng ta cập nhật vào bản tin của Hoa Kỳ. Anh Andy Huỳnh kêu là người lính tình nguyện cầm súng để bảo vệ đất nước của Ukraine đã được trở về nước sau khi trao đổi tù binh. Anh ta đã trở về nhà của mình, cô chú và anh chị em. Một tin vui, hai người lính Mỹ sau khi phía bên Arabic Saudite đã đứng ra ngoại giao để trao đổi tù binh 10 tù binh nước ngoài. Trao đổi 10 tù binh lính đánh thuê Wagner của Nga đã bị bắt. Hai bên trao đổi lẫn nhau. Cô chú và anh chị em, và hai người lính Mỹ trong thời gian vừa qua đã được thả. Và người Việt gốc Mỹ, anh Andy Quỳnh đã về nhà, rất là vui. Người Mỹ gốc Việt, anh ta có lòng với đất nước. Và sự đóng góp của anh ta trong cái mặt trận ở tại Ukraine rất là lớn. Và bây giờ thôi anh ta về, Ukraine bây giờ cũng không cần lắm. Ukraine bây giờ không cần lính nước ngoài nữa. Lực lượng quân đội Ukraine bây giờ đã dư. Và không còn ở trong những cái giai đoạn khó khăn giống như ngày đầu cuộc chiến. Và số lượng của họ càng ngày càng tăng. Và họ được sự đào tạo của Anh Quốc và nhiều quốc gia khác. Nên bây giờ họ không cần lực lượng quân đội của nước ngoài. Đó là bản tin liên quan nho nhỏ của Hoa Kỳ mà Nguyên nghĩ là báo chí của Hoa Kỳ, người Việt Nam chúng ta đều biết. Cái anh này sẽ được phỏng vấn trên đài của Việt Nam, đài Kha Vô của Việt Nam rồi đầy hết trong những ngày kế tiếp. Thì đó là cái cộng đồng người Việt Nam chúng ta ở Mỹ mà nó đông người nên là người ta chú tâm hơn nhiều. Và bây giờ một bản tin khá là chia sẻ bản tin của Hoa Kỳ mà cho các quý vị biết là ở tại đất nước ngoài nó có những chuyện xảy ra rất là đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Cái thống kê vừa qua từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 4 năm 2022 là 2 năm 1 tháng, thì cái sự sai trái lợi dụng tiền thất nghiệp đã làm thất thoát tiền của chính phủ Hoa Kỳ là 45 tỷ. Các quý vị 45 tỷ Mỹ Kim trong vòng 2 năm trong cái thời gian dịch bệnh. Có nghĩa là những người ta khai báo sai để ăn tiền thất nghiệp mà chính phủ Hoa Kỳ đã mất mát 45 tỷ trong thời của Joe Biden quản lý. Đó, mình phải nói chỉ đàng hoàng. Tại vì năm 2020 là Joe Biden vô rồi. Tháng 3 là tháng 3 năm 2020 tới tháng 4 năm 2022. Tổng cộng là 45.6 tỷ mà Nguyên chọn là 45 tỷ. Khủng khiếp thiệt. Khủng khiếp thiệt. Sai trái 45 tỷ này mà chưa bắt được một người. Không có người nào bị phạt hết. Không có người nào bị truy tố với pháp luật với cái sự sai trái hết.
45 tỷ không phải con số tiền nhỏ, vì trong cái mùa dịch bệnh đó thì đã có hơn thêm cộng thêm 20 triệu người phải thất nghiệp ở nhà, đâu có đi làm được, bị giãn cách xã hội mà. Và cái giấy tờ khai báo sai, có những người họ không, đúng ra họ không đủ tiêu chuẩn để nhận thất nghiệp, họ cũng nhận. Và những tổ chức họ khai báo sai để họ lấy cả đống tiền thất nghiệp sai trái. 45 tỷ Mỹ Kim. Ghê thiệt. Ghê thiệt. Ở tại Hoa Kỳ nhiều khi tiền mà tính bạc tỷ không? Với thời Joe Biden xài tiền bạc tỷ không? Joe Biden xài sáng lắm. Xài bạc tỷ không? Chỉ có xài trong Joe Biden là tiền xài như nước. Mà quốc khối năm nào bây giờ Joe Biden vui lắm. Cứ tới cuối năm là có một câu là bà Yellen. Bà mà vấn đề của ngân khối đó. Cứ cuối năm bà nói một câu là hết tiền rồi. chúng ta đã mậu lúi rồi. Cứ bắt đầu tới mà chuẩn bị qua cuối năm nói quốc khối không còn đồng xu cắt bạc nào rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đây đã giải cứu hai lần rồi nha. Hai lần quốc khối Hoa Kỳ đã công bố là đã không còn Monet rồi. Rồi phải mượn tiền nhà băng của thế giới hay là phải in tiền ra để bù đắp vào đó. Hai lần rồi các như vậy à. Hai lần rồi đó. Với thời của Joe Biden. Nguyên không biết ai đánh giá như thế nào về mặt kinh tế thì Tổng thống Joe Biden không giỏi về lĩnh vực này. Nhưng ngược lại là người dân Mỹ thì ít tiền nhưng ổng thì làm ra tiền. Cái hay là gì đó. Joe Biden, người dân Mỹ thì ít tiền nhưng ổng thì làm ra rất là nhiều tiền. Gia đình của Joe Biden thì làm rất là nhiều tiền. Con trai, con gái gì, con dâu, con rể, con gì cũng không biết. Làm ăn rất là khám khá. Đó, vợ của ổng cũng vậy. Báo chí chụp hình, các vị tưởng là chụp hình là miễn phí sao? Đâu có. Chụp hình là phải tốn tiền. Ga sách, ga vở. Người dân Mỹ thì càng ngày càng ít tiền. Gia đình của ổng thì càng ngày càng kiếm được nhiều tiền. Cái đó là thực tế là Joe Biden, cái đó là ổng hay. Ổng hay, cái đó là ổng hay. Ổng biết dùng cái tiếng tăm của ổng. Bây giờ là ổng là tổng thống thì ổng biết kiếm tiền. Mà ông tổng thống nào cũng vậy, trừ cựu tổng thống Donald Trump thôi. Ông nào mới bước vào tòa Bạch Ốc á, là trong công có khoảng 2 triệu đô, 3 triệu đô. Làm 4 năm hay 8 năm chánh phủ, rời khỏi tòa Bạch Ốc là mấy chục triệu. Tài sản nhân gấp 3, gấp 4. Chỉ có cựu tổng thống Donald Trump là dở thôi. Ông không biết làm việc. Ông này không biết làm ăn. Ổng này dở, cựu tổng thống Donald Trump dở, ổng không biết làm ăn. Ổng làm tổng thống, ổng lỗ. Ổng lỗ 1/3 tài sản của ổng. Ổng làm 4 năm tổng thống, ổng mất 1/3 tài sản của ổng. Ổng này dở, ổng này tệ hả quý vị? Tệ, ổng này tệ. Ổng này không biết làm ăn đầu tư gì hết. Đó. Thì mỗi đời tổng thống nó đều khác nhau mà. Nó thay đổi không ngừng. Không biết làm ăn, dở. Cái người mà kiếm tiền nhiều nhất sau rời tổng thống đó là cựu tổng thống Barack Obama. Kiếm tiền khiếp luôn. Lúc mà tài sản của ông mới vào làm tổng thống như là được có 2 triệu mấy vậy đó. Mà khi ông rời khỏi gần tới 40 triệu. Khiếp thiệt. 8 năm. Thì cái thời gian làm tổng thống thì gia đình cũng đi đầu tư kinh doanh làm ăn đủ thứ hết. Làm ăn nó phức như gió luôn. Thôi đó là bản tin của Hoa Kỳ, nho nhỏ của Hoa Kỳ. Thôi bây giờ chúng ta trước sau vào bản tin của Việt Nam đi nhé. Bữa nay bác Phúc đi xa lắm rồi. Các vị nào có nhớ bác Phúc không? Bác Phúc nhà ta đi xa lắm rồi. Đi xa là không có đi đâu gì nghe, không có đi ngẫm cua tỏi gì đâu. Ông khỏe, đi qua coi phim 18 cộng ở bên Nhật Bản. Đi xa đây không phải là đi gì đâu, đi coi phim 18 cộng bên Nhật Bản, khỏe thế à. Chứ nghe đi xa là không phải là ông bị gì đâu. Đừng Nguyên đi qua bên Nhật Bản, Nguyên phái đoàn lên máy bay đi rồi, qua bên Nhật Bản rồi đó, đi dự đám tang của cựu thủ tướng AB bên Nhật Bản. Cô chú anh chị em, nó là đã được lên qua bên Nhật Bản rồi, nên là sẽ có nói cho các người biết cái thông tin nhỏ nhỏ vậy thôi, là đi qua bên bển rồi. Trời ơi, qua bên bển thì thôi, mấy cô ghi xà rồi mấy cái này cái kia. Nhật Bản nữa, nó thoáng lắm. Cái vấn đề nó thoáng lắm. Mà trước khi bác Phúc đi thì không biết bác Phúc có ai có gửi người thông điệp của đảng viên nghe chương trình của Nguyên
Trung Nguyên gửi một thông điệp là Bác Phúc còn có mấy cộng rồi nha, coi ít hơn nha. Bác Phúc còn có mấy cộng à, ở cái này cái dòng ở trên của Bác Phúc này không bao nhiêu, bên đây nó còn có mấy cộng à. Mà Bác Phúc rất là tỉ mỉ nha, còn mấy cộng ổng cũng chảy cho nó bóng luôn mấy cộng đó. Bác Phúc còn có mấy cộng à, bớt coi lại đi nha, coi là nó chùi lũi luôn đó, chùi lũi là tao tưởng là Phan Đình Tùng luôn á, tại Phan Đình Tùng ca sĩ nó chùi lũi à. Bác Phúc còn mấy cộng, để đừng có nói chùi lũi, Bác Phúc là phải nói là còn mấy cộng. Các cô chú và anh chị em qua bên bển ham hố, thấy là cái hàng lạ Nhật Bản đồ, coi cho nhiều vô rồi nó gụng hết bên Nhật Bản và về đất nước không ai nhận ra làm chủ tịch nước là chết luôn đó. Về ủa máy bay xuống các vị, máy bay đáp xuống Việt Nam rồi, máy bay tân sinh nhất là đáp xuống đồ, hay là ở Hà Nội xuống nguyên cái phái đoàn Việt Nam về Nhật Bản, về ủa Bác Phúc đâu rồi, Bác Phúc rồi là chết nữa, nhận không ra đó. Bớt lại nghe bên bển mấy em Nhật, trời ơi tuyệt vời. Nhật Bản mà, người ta kêu là cái gì, ăn cơm Tàu lấy vợ Nhật, ở nhà Tây, Nhật Bản là tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Là nguyên dặn Bác Phúc mà đi thì cũng vừa thôi nghe, về nhà, về đó là không ai nhận ra, khổ lắm. Đó là bản tin nhỏ nhỏ để cho các vị biết là Bác Phúc đã đi rồi. Và bây giờ, bản tin chấn động tại Việt Nam. Chấn động tại Việt Nam luôn, sau 49 năm. Lần đầu tiên Thủ tướng Cuba ghé thăm Việt Nam. Thấy chưa? Sau lời kêu gọi ân cần của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cuba đã nhận lời. Ở bữa nay, ủa sao chương trình mình ngộ ta, Bác Phúc 18 cộng rồi tới Cuba. Thấy cái chương trình nó hơi bị sai. Trong Nguyên cáo lỗi của chú anh chị em đừng nghĩ bậy nha. Tại vì Nguyên nói một hồi cái ủa sao kỳ vậy, cái gì mà mới vừa chập cho vui Bác Phúc 18 cộng, cái chuyển sang cái bản tin Cuba, cái tự ên nó cảm giác là nó có cái liên kết gì đó, nó không được lành mạnh cho lắm. Nó cảm giác có cái liên kết gì đó, nó nghe nó kỳ kỳ, nó nghe nó bị hơi bị chối tai. Thì là thủ tướng của đất nước Cuba sẽ ghé thăm Việt Nam trong những ngày kế tiếp. Tại sao Việt Nam ghé thăm Cuba? Các quý vị còn nhớ cái lời phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Nam ở tại Liên Hiệp Quốc không? Ông nói rằng là chúng đất nước Việt Nam chúng tôi đứng về dân tộc Cuba và kêu gọi cả Liên Hiệp Quốc hãy tháo gỡ cái lệnh trừng phạt. Đó. Thì Việt Nam bây giờ đã kêu Cuba và bây giờ Thủ tướng Việt Nam mời Thủ tướng Cuba ghé Việt Nam. Đó, ghê chưa? Trong cái lời báo chí của nhiều báo chí nó đăng á, là bởi vì Cuba và Việt Nam là hai anh em. Khẳng định điều đó. Từ đó tới giờ thì Nguyên đã thấy rõ được là Việt Nam và Campuchia vẫn không nói là hai anh em. Việt Nam và Tàu cũng ít khi nào nhắc đến hai anh em hết. Nhưng Việt Nam và Cuba là hai anh em. Cái điều đó là một cái điều rất là lạ kỳ. À, cô chú anh chị em, châu lục này đến châu lục kia nhưng mà hai anh em. Báo chí nào nó cũng viết cái bản văn đó là Việt Nam và Cuba là hai anh em thân thiện với nhau. Đó, đó. Và cái sự hiện diện của Cuba là sự hãnh diện cho Việt Nam. Thực tế là Việt Nam bây giờ rất là mong Cuba. Việt Nam mong lắm. Đố các quý vị tại sao Việt Nam bây giờ đang mong Cuba đến Việt Nam? Ai đoán được? Hay cô chú anh chị em nào đoán được suy luận tại sao Việt Nam giờ mong Cuba ghé thăm lắm? Bây giờ mong Cuba còn hơn mong Mỹ nữa. Bây giờ Việt Nam mong Cuba còn hơn mong Mỹ nữa các quý vị. Cô chú anh chị em. Đúng rồi đó. Đợt này Cuba sẽ đi với một chiếc máy bay khá là nhiều tiền trả nợ cho Việt Nam. Hiện bây giờ chính phủ Việt Nam mong Cuba còn hơn mong cái gì nữa các quý vị à. Đã kêu là có công cho mượn là phải có công đòi. Việt Nam đã cho Cuba mượn rất là nhiều tiền trong thời gian vừa qua. Và bây giờ Việt Nam đang kẹt về cái nền kinh tế. Phải nói chung là ai cũng kẹt. Khi lúc đó nghe đòi Việt Nam, nghe thì đòi Việt Nam trả rồi. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trước là ổng qua bên Việt Nam là ổng hốt, ổng đi rồi. Việt Nam bắt buộc phải trả cho nghe. Cô chú và anh chị em. Và bây giờ Cuba phải trả cho Việt Nam.
vậy thôi. Nên là đợt này Cuba mà nhận lời đi qua là mấy bác Việt Nam vui lắm. Mấy bác nói trời ơi tao chờ đợi cái giây phút này hơi khóa lâu lắm rồi đó. Mấy phút này tao chờ đợi lâu lắm rồi. Tao chờ đợi cái giây phút này nó mỏi mòn lắm rồi đó. Kéo vậy ngộ ha. Khi lúc mà người ta mượn tiền mình á, nó ngọt lắm. Em trả, vài ngày nữa em trả. Khi mượn rồi đó ha, là nó quên mất luôn. Mà lúc đó các vị mà đòi lại đó là khó lắm. Lại năn nỉ lại, trời trả cho anh đi, cỡ này anh khó khăn lắm. Trời ơi, cỡ này vợ nhiều, con nhiều, khó khăn lắm. Kinh tế khó khăn lắm, em giúp đỡ anh ngược lại đi. Thì hiện bây giờ Việt Nam cũng vậy đó. Bây giờ Cuba mà chịu đi gặp Việt Nam là Việt Nam mừng, mừng hết lớn luôn. Mừng hết lớn luôn cô chú và anh chị em. Bác Trọng, bác Phúc chuẩn bị mở tiệc ăn mừng sao Cuba đến bây giờ nè. Thì cũng đúng thôi. Cũng đúng thôi cô chú anh chị em. Cũng đúng thôi chứ, thiếu nợ phải trả tiền chứ. Việt Nam có quỵt ai đâu, Việt Nam có quỵt được Tàu đâu, có quỵt được Nga đâu, đâu có quỵt được đồng bạc nào. Thiếu nợ phải trả tiền thôi, thiên kinh địa nghĩa mà. Cái chuyện đó là chuyện không thể tránh khỏi được. Thì mình cũng mong là Cuba trả cho Việt Nam. Chứ không lẽ cái số tiền đó là tiền ở đâu? Tiền của người dân chứ đâu. Tiền đóng góp của người dân, của đồng bào. Mà bây giờ cái nền kinh tế Việt Nam thì các quý vị ai ở Việt Nam thì đã biết rồi. Quốc khối Việt Nam bây giờ nó không còn đồng nào hết á. Lấy đầu heo nấu cháo thôi, cứ là lấy bên này đắp bên kia, đắp bên kia đó nọ, chứ quốc khối nó không có dư đồng bạc nào hết á. Trong cái quốc khối bây giờ cái ngành gì nó cũng đang lỗ lã hết. Bác sĩ thì cũng chưa trả nợ người ta hết. Cô giáo, thầy giáo cũng có thiếu nợ người ta, lương đủ thứ hết. Cái gì chính phủ cũng đang thiếu cái này thiếu cái kia hết. Lĩnh vực về hàng không, đầu tư, đường sắt, đường cái gì của nhà nước, cái gì bây giờ nó cũng túng thiếu hết. Nhưng mà mấy ổng vẫn thích lên lương nha. Nghe cái ông gì đó, gì tiến sĩ vậy đó, muốn giải quyết cái vấn đề kinh tế là phải tăng lương cho cán bộ đó. Nói tiến sĩ là phải như vậy đó. Tiến sĩ Việt Nam trong đảng là phải như vậy. Giải quyết vấn đề kinh tế là phải như thế. Trình độ phải cỡ đó trở lên. Cái đó là cái vấn đề của Cuba, để dành cho các quý vị nào thích Cuba. Và bây giờ có bản tin khác nữa mà Nguyên có hay cái thắc mắc. Bữa nay có một bản tin tại Việt Nam mà Nguyên thắc mắc mà Nguyên không biết tại sao như vậy. Đó là trước khi bác Phúc và bác Trọng đi á, thì họ tổ chức một cái buổi tiệc. Đó là cái giờ sinh nhật 30 năm văn phòng của chủ tịch. Nguyên thấy cái chuyện đó rất là lạ các quý vị. Nguyên đọc cái tin đó Nguyên thấy rất là lạ. Thành lập văn phòng của chủ tịch. Mở một cái buổi lễ chúc mừng 30 năm. Ủa sao kỳ vậy? Không lẽ mở cái văn phòng nào mình cũng phải chúc mừng hết? Cứ mỗi năm phải làm sinh nhật một lần. Không lẽ cứ mỗi năm là phải tụ tập nhau làm sinh nhật? Đây là cái văn phòng của chủ tịch. Đây văn phòng là của thủ tướng nè. Đây là văn phòng của đại biểu quốc hội nè. Ủa ngộ gì? Và đã tổ chức rất là linh đình. Trời ơi, bác Phúc, bác Trọng, người ta đồ, Tô Lâm đồ, tất cả sự hiện diện đều, những cái khuôn mặt to mặt lớn trong bộ chính trị đều có hết. Hình như Nguyên cảm giác là người Việt Nam chúng ta thiếu, người Việt Nam ta tính tạo ra cái niềm vui. Cái gì cũng có một cái lý do để tụ tập hết. Kỷ niệm 30 năm thành lập văn phòng của chủ tịch. Wow, bây giờ cái văn phòng nó cũng có sinh nhật nữa. Cái địa vị nó cao thiệt các ơi. Cái địa vị nó cao thiệt. Lỡ rồi bác Phúc ơi, với bác Trọng ơi, Nguyên có đề nghị nè. Mỗi lần bác Phúc sắm sửa cái gì trong văn phòng á, cứ làm sinh nhật đi. Đây là kỷ niệm 5 năm cái ghế, 1 năm cái ghế, 3 năm cái bàn. Trời ơi, bác Phúc hốt thậm luôn. Cái gì nó hốt đậm luôn, năm nào cũng hốt hết, tháng nào cũng hốt hết. Không lẽ người ta đi tay không? Đúng không? Người ta đi dự, người ta phải đâu có đi tay không được. Đúng không? Hốt đậm luôn. Mấy bác hốt đậm luôn. Chủ tịch nước dù sao cũng phải nể mặt nể mũi chứ. Đó. Khổ thiệt. Kỷ niệm hay cô chú và anh chị em, hay lắm. Mà cái tiền tổ chức đâu phải là bác Trọng, bác Phúc mà bỏ túi ổng ra. Cái tiền kỷ niệm là tiền quốc khối. Tiền quốc khối là tiền trong đất nước là người dân đóng góp. Cứ kỷ niệm vậy thôi. Mai mốt ổng thích kỷ niệm cái gì, ổng kỷ niệm cái đó à. Ở nhiều khi Nguyên lắc đầu thiệt. Nhiều khi Nguyên không biết cái xã hội Việt Nam mình, cái mấy ông chính phủ ông suy nghĩ cái gì Nguyên không hiểu được. Nhiều khi là Nguyên nó thật là bó tay mấy ổng thiệt.
Có những cái mình đáng kỷ niệm á, mình bỏ tiền để mà mình làm những cái ngày lễ như vậy đó, để chúng ta cần thiết phải nhớ thì cũng cần, cũng ok. Nhưng cái văn phòng có gì đâu đặc biệt. Cái văn phòng làm sao đặc biệt được. À, nhưng mà vẫn có. Thì thôi, mấy bác rồi, bác đang, mấy bác ham vui hồi xuân mà. Thông cảm đi. Bác Trọng, bác Phúc là cái tuổi hồi xuân mà các quý vị. Cỡ này các quý vị có để ý là bác Phúc. Bác Phúc thì không có nhiều nghe. Bác Trọng cỡ này là mấy báo chí Việt Nam mà lúc nào cũng thấy là bác Trọng là nắm tay bà này với bà kia hết á. Cỡ này là nắm tay hết bà này với bà kia trong bộ máy chính trị. Mà mấy bà này cũng là sồn sồn là 50 mấy 60 hết rồi. Ừ. Mà báo chí đăng lắm, bắt tay vui lắm. Bắt đầu mà bác Trọng nhà ta mà nắm tay với gái là cười. Nó cười tươi như hoa luôn. Giống như là cái tuổi mới là 18 tuổi gì đó. Cỡ này dữ lắm. Cỡ này cái tuổi hồi xuân dữ lắm cô chú anh chị em. Nguyên chọc cái kiểu này hỏi mày về đi. Mày vô mày bôi nhọ. Mày bôi nhọ bát và đản. Mày dám bôi nhọ lãnh tụ của chúng tao. Chết mày với tao. Hả? Tại vì nước ngoài mới nói thôi. Việt Nam ngu mày nói. Việt Nam chết cũng không nói nữa. Ngu mày nói. Việt Nam không. Em không nói. Bác Trọng sao? Ui, bác tốt lắm. Bác number one anh. Bác tuyệt vời anh. Bác Phúc sao? Đẹp trai, tài ba, giỏi. Đó, ở đây thì mình có quyền nói. Việt Nam nói là chết liền. Các ơi, chọc chọc giỡn giỡn vậy thôi. Cũng là chết liền. Luộc mày ngay. Tao luộc mày luôn. Đó, đừng nói chi. Nó xúi mấy đứa học sinh không. Nó súng nó quýnh mình không cũng chết. Đừng có nói chi là không ăn. Thần tượng mà, cái đó là thần tượng của họ. Cô chú và anh chị em. Thôi cái xã hội Việt Nam thì Nguyên hay tánh của Nguyên là hay tiếu, Nguyên hay châm biếm, hay Nguyên hay chọc. Nhưng Nguyên chọc nó nói lên cái sự thực tế của xã hội. Đối với sự lãng phí, thí dụ mở ra những cái kỷ niệm như thế, khi lúc đó cái buổi kỷ niệm đó gần cả 200-300 người, còn nhiều khi nhiều hơn nữa, theo Nguyên nghĩ, việc số lượng đông người lắm. Nó lãng phí kinh phí của đất nước khủng khiếp, của chú và anh chị em. Và trong một cái giai đoạn mà đất nước đang khó khăn, có những cái sự việc như thế thì nó giảm bớt, càng bớt thì càng tốt. Cái văn phòng nó có giá trị gì đâu, nhưng họ vẫn làm. Hay các cô chú anh chị em. Còn cái vấn đề mà bác Phúc cầm tay người đẹp rồi bác Phúc cười thì chuyện đó bình thường. Hay bác Trọng nó là chuyện bình thường. Nguyên cũng vậy thôi. Bây giờ có người đẹp cho Nguyên cầm có mấy cái cười không vui bà cố luôn. Lâu lâu mới được cầm một lần mà, lâu lâu mới cầm một lần thì ai mà không vui. Thì chuyện nó hợp tình hợp lý thôi mà, đâu có nói xấu về ai đâu. Đó là tâm lý của đàn ông, bao nhiêu tuổi cũng vậy. Bao nhiêu tuổi tâm lý của người đàn ông mà bắt tay với người đẹp là lúc nào cũng vui thôi. Cái chuyện đó là cái chuyện không thể nào tránh khỏi. Bánh mì thì phải có ba tê, đàn ông thì phải có máu dê trong người người, ít hay nhiều thôi. Máu dê đâu phải lúc nào cũng nắm tay được người ta đâu. Bác Trọng bác nắm hết bà này với bà kia trong mấy ngày gần đây thì bác cũng vui đúng rồi. Ổng vui đúng rồi. Cô chú anh chị em, còn vấn đề Cuba thì chúng ta biết cái lý do tại sao rồi. À, vấn đề Cuba thì các quý vị biết là lý do tại sao rồi thì không có gì mà Nguyên phải bàn thảo nữa. À, cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lắng nghe thời sự nóng bỏng của ngày hôm nay. Cảm ơn các quý vị cùng Nguyên trải qua những cái nụ cười vui. Nguyên mong là các quý vị cũng vui sau những cái bài bình luận xí xa xí xọn của Nguyên, tạo cho các quý vị một cái không gian nụ cười. À, để cho các quý vị biết là nghe tin chúng ta không chán. Tất nhiên mình nói cười ở đây á, dưới cái phía cạnh là vui vẻ chứ không có ghét bỏ. Các quý vị phải nhớ điều đó. Trong diễn đàn của Nguyên không ghét bỏ ai cả. Lập trường chúng ta đối lập, chúng ta không đồng ý với quan điểm, nhưng chúng ta đều là người Việt. Cái điều chúng ta cùng nhau để xây dựng cho đất nước Việt tốt hơn mà thôi. Tôi đưa ra một cái nhìn của tôi, anh thấy được thì anh nghiên cứu anh làm, anh không thấy được thì thôi. Ông ấy thử tôi, và tôi không đồng ý với cái quan điểm của anh, những cái quan điểm hay cái những hành vi của anh làm. Nhưng dù sao chúng ta vẫn mong là một ngày nào đó những cái sự việc ở tại xã hội nó có sự tiến bộ và tốt hơn. Bye bye và cô chú anh chị em, Nguyên sẽ quay trở lại chương trình của ngày mai. Ngày mai, và chúng ta sẽ đem ra nhiều bản tin sôi động nữa. Và Nguyên tin rằng ngày mai tại đất nước Nga sẽ còn nhiều bản tin ly kỳ và hấp dẫn. Và Nguyên nghĩ là sẽ tâm tình với các quý vị càng vui hơn nữa. Bye bye cô chú anh chị em, cảm ơn tất cả quý vị. We'll be right back.
đừng yêu tôi. Đừng nói những lời yêu đắm đuối, tình yêu tôi đã cuối, niềm tin tôi nửa vời. Làm sao cho em vui? Em đừng, đừng nhìn tôi lâu, đừng nhìn thấu những gì tôi muốn giấu. Một tình yêu xa bay, một tình yêu không may, đã quá đủ cho tôi hiểu đời này. Hiểu đời này chỉ là nhân định mệnh chua cay. Sao em còn đứng trong mưa, trông như người yêu vẫn trông chờ, cho tim tôi hụt hẫng ngẩn ngơ, ngỡ tình là thơ. Hay em còn muốn cho tôi gieo thêm một đóa trái trong đời, yêu nhau là sẽ điên cô đơn, biết đau thương biết lụy buồn. Em hãy quay đi, kẻo lòng tôi nghe tràn dâng yêu đuối, kẻo vòng tay chập chờn như muôn vơi, kẻo bờ môi run run như chờ đợi một lời yêu thương, một vòng tay ôm, một nụ hôn vương là đời hoài tiếp nối những tơ vương, những đoạn trường. Sao em còn đứng bơ vơ, trông như người yêu vẫn trông chờ, cho tim tôi hụt hẫng ngẩn ngơ, ngỡ tình là thơ. Hay em còn muốn cho tôi gieo thêm một đoạn trái trong đời, yêu nhau là sẽ điên cô đơn, biết đau thương biết lụy buồn. Em hãy quay đi, kẻo lòng tôi nghe tràn dâng yêu đuối, kẻo vòng tay chập chờn như muôn vơi, kẻo bờ môi run run như chờ đợi một lời yêu thương, một vòng tay ôm, một nụ hôn vương là đời hoài tiếp nối những tơ vương, những đoạn trường.